Dạ, chị. Anh bảo vệ ở đấy à? Dạ, em bảo vệ trường đấy chị. Dạ. À, em hồi xưa là học trường đi. Dạ. Trường đi về thăm thầy cô ấy, lắm người. Ừ. Thế anh cho em gặp cô Thơm cái này. Dạ, cô Thơm bất trưởng là không máy à. Cho học sinh uống nhâm cái nước giặt rẻ lâu bạc ấy chị. Dạ, để là nghỉ việc đó. Lọc con lại cho cái lầu bang à? Thì anh em gặp thầy Tài đi. Thầy Tài ở dưới đây. Mấy mình đang mà rủ thầy Lộc ra đậm đặc ngoài. Luyện cơ à, luyện cơ à? Thế thì từ anh em gặp cô Hóa hàng được. Cô Hóa. Được quy đóng á. Mình đi phụ huynh đến. Bắt quy. Bắt được đứng thêm không? Thì ra nông nổi nữa ấy. Thật đi đâu. Thì anh em gặp thầy Hoàng. Thầy Hoàng à? Thầy Hoàng này thẳng thắn trực tỉnh á. Ông trưởng nhắc nhở cái em học sinh sắm trổ á chị. Nhắc rắn mà phát lấy giáo đấm thùng bùng á. Đang nằm trong viện chị. Dạ. Mà tuổi đấy. Thế thì anh em gặp cô Lán đi. Cô Lán. Cô Lán thì mấy bữa lâu rồi, viêm họng. Thế là 3 tháng đi dạy là cô cũng giảng bài. Thế học sinh cũng phản ánh tí, thế là cũng nghỉ việc đó. Đi dạy mà lại không dạy thì giờ thật đi thôi. Thế thôi thì cho em gặp cô Phương ấy. À, cô Phương hợp đồng ạ. Hợp đồng thì không ăn được. Là về chăn gà chăn lợn thì cũng nghỉ đó. Mày đi dưới đó em gặp cô Uyên. Cô Uyên à? Cô Hoa Khôi trước á. Cô Uyên thì đứng dài đấy. Nhớ nghỉ. Nhưng mà vừa nãy có thanh tra về à, cô đang đi tiếp khách với lãnh đạo. Dạ, dạ. Đi gầy đi gầy em thích cô à? Ừ à. Thế thì giữ cho gặp cô Thú đi. Dạ, cô Thú hiệu phó. Dạ. Cô nếu mới bữa này không máy đi trước cái sân đi mà đi ra ngoài đăn này bảy em học sinh là một đứa que cặp thì cái công an gọi lên làm việc đấy. Âu đưa đi này thì cả trường đấy con chắc phải yêu trường rồi thì anh cho em gặp thầy yêu trường đi. Chỉ vô thì cũng được chứ mà trong con người thầy mấy bữa là có ai kiện cáo là chạy việc mà lừa đảo công an tóm đó nha. Loạn loạn đấy con chứ nè, quá loạn. Dạ, tất cả cái trường đấy mà chứ chỉ muốn gặp á, gặp được chắc đúng.